toàn cảnh diễn biến sục sôi xung đột tại Trung Đông tối ngày 10 tháng 10. Bộ trưởng Israel tuyên bố cuộc tấn công Iran sẽ bất ngờ và chết chóc, khiến Tehran không hiểu điều gì đã xảy ra. Israel mở rộng công kích sang thủ đô Syria, quyết tận diệt toàn bộ các quan chức Hezbollah. Israel thay đổi ý định tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Iran khẳng định tướng tình báo Bakhtin ở Liban vẫn khỏe mạnh. Pháp trục xuất con trai của Osama Bin Laden vì lý do an ninh quốc gia. Tất cả sẽ có ngay sau đây. Bộ trưởng Israel tuyên bố cuộc tấn công Iran sẽ bất ngờ và chết chóc, khiến Tehran không hiểu điều gì đã xảy ra. Kính thưa quý vị, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Galant tuyên bố đã tấn công đáp trả của Tel Aviv đối với vụ tập kích của Iran sẽ chết chóc, chính xác và bất ngờ. Việc Iran tập kích tên lửa vào Israel ngày 1 tháng 10 là vụ tấn công hung hăng nhưng thất bại vì không trúng mục tiêu. Không quân Israel không chịu tổn thất, cũng không có binh sĩ hay dân thường nào bị thương. Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant nói trong chuyến thăm đơn vị tình báo số 9900 của lực lượng phòng vệ Israel vào hôm 9 tháng 10. Đề cập đến các kế hoạch đáp trả của Israel, ông Gallant tuyên bố Iran sẽ không hiểu chuyện gì đã xảy ra và xảy ra như thế nào, và toàn bộ các cấp chỉ huy ở Israel đều đang tập trung vào vấn đề này. Trong bài đăng trên mạng xã hội sau đó, ông nhấn mạnh cuộc tấn công của chúng tôi vào Iran sẽ chết chóc, chính xác và bất ngờ. Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho hay những kẻ cố gây tổn hại nhà nước Israel đều sẽ phải trả giá. Iran vào hôm 1 tháng 10 phóng khoảng 200 tên lửa đạn đạo nhằm vào Israel để trả đũa cho cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh, thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah và tướng Abbas Niforosyan, chỉ huy thuộc phe binh cách mạng Hồi giáo Iran. Đây là lần thứ hai Iran tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Israel trong vòng 6 tháng sau đợt tập kích bằng 300 tên lửa vào máy bay không người lái hồi tháng 4. Tel Aviv tuyên bố sẽ trả đũa chiến dịch tấn công tên lửa của Tehran vào thời gian và địa điểm mà họ lựa chọn. Trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vào hôm 9 tháng 10, hai nhà lãnh đạo thống nhất sẽ duy trì liên lạc chặt chẽ khi Tel Aviv cân nhắc phản ứng với Iran. Ông Biden trước đó cảnh báo Israel không nhắm vào chương trình hạt nhân của Iran cũng như các cơ sở dầu mỏ nước này vì sẽ khiến Tehran đáp trả quy mô lớn và đẩy giá dầu thô thế giới tăng vọt. William Burns, giám đốc cơ quan tình báo trung ương Mỹ CIA ngày 7 tháng 10 cho hay Israel đang cân nhắc rất kỹ lưỡng phương án trả đũa Iran, khẳng định cả hai bên đều không muốn xung đột toàn diện nổ ra. Israel mở rộng không kích sang thủ đô Syria, quyết tận diệt toàn bộ các quan chức Hezbollah. Hãng tin Sana của Syria cho biết vụ tấn công diễn ra vào đêm thứ Ba ngày 8 tháng 10 và đã đánh trúng một tòa nhà dân cư ở khu phố Mesra của thủ đô Damascus. Khu vực này có một số tòa nhà ngoại giao và cơ quan chính phủ, bao gồm cả khu phức hợp ngoại giao Iran, nơi Israel đã tấn công vào tháng 4. Theo Sana, 7 công dân, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong cuộc không kích này. Được biết, mục tiêu của Israel là nhắm vào một quan chức Hezbollah mà họ cho rằng có liên quan đến việc buôn lậu vũ khí vào Liban. Hiện vẫn chưa rõ ông này có thiệt mạng hay không. Cuộc không kích vào hôm thứ Ba diễn ra khi Israel mở rộng tấn công trên không và trên bộ Taliban, đồng thời cũng báo hiệu rằng họ có kế hoạch đưa hải quân vào cuộc. Trong nhiều năm, Israel đã định kỳ tiến hành các cuộc không kích vào Syria nhằm vào các chuyến hàng vũ khí dành cho Hezbollah, một chiến lược được nhà nước Do Thái gọi là cuộc chiến giữa các cuộc chiến. Trong bối cảnh Trung Đông vẫn đang trong tình trạng căng thẳng trước khả năng Israel tấn công trả đũa Iran, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi đã đến Ả Rập Xê Út vào thứ Tư trong khuôn khổ chuyến công du ngoại giao nhằm ngăn chặn tình hình leo thang hơn nữa trong các cuộc chiến tranh ở khu vực. Nhưng một cuộc gặp ngoại giao quan trọng khác đã được ấn định vào thứ Tư sẽ không diễn ra. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant được cho là sẽ đến Washington để thảo luận về tình hình Trung Đông với các quan chức Mỹ. Nhưng ông Gallant cho biết đã hoãn chuyến thăm theo yêu cầu của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Số phận của hai chuyến thăm nêu bật những động thái phức tạp trong khu vực mà chính quyền Tổng thống Joe Biden phải điều hướng. Họ cần tìm cách xoa dịu các cuộc chiến ở Gaza và Liban và ngăn chặn sự bùng nổ của cuộc chiến thứ ba giữa Israel và Iran.
Israel thay đổi ý định tấn công cơ sở hạt nhân Iran. Quý vị thân mến, cơ sở hạt nhân của Iran vẫn được xem là mục tiêu số 1 mà Israel nhắm tới, nhưng liệu Tel Aviv có dám tấn công địa điểm này? Israel đang chuẩn bị cho hành động quân sự có thể xảy ra, mục đích là để đáp trả những cuộc tấn công tên lửa gần đây của Cộng hòa Hồi giáo. Nhưng các cơ sở hạt nhân của Iran, ít nhất là vào thời điểm hiện tại, sẽ không phải là mục tiêu chính. Như tờ New York Times cho biết, dẫn lời các quan chức cấp cao giấu tên tại Tel Aviv, quân đội Israel có thể tập trung hỏa lực tấn công vào các căn cứ quân sự, cơ sở tình báo và cơ sở chỉ huy của Iran. Các cơ sở hạt nhân sẽ vẫn là mục tiêu trong tương lai nếu Tehran tiếp tục các hành động bị xem là gây hấn chống lại Israel. Còn hiện tại, có vẻ như Tel Aviv chưa muốn đụng đến mục tiêu này nhằm tránh để căng thẳng leo thang tới mức mất kiểm soát. Tờ báo Mỹ nói rõ, các cuộc thảo luận đang gia tăng ở Washington và Tel Aviv về tính khả thi của một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, giới chuyên gia Mỹ nghi ngờ tính hiệu quả của hành động như vậy trong tình hình hiện tại. Theo quan điểm của Washington, một cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran có thể không ngăn cản chương trình mà còn đẩy nhanh tốc độ thực hiện dự án, buộc Tehran phải che giấu sự phát triển của mình ở những nơi an toàn và khó tiếp cận hơn. Trước tình hình trên, Ngũ Giác Đài gợi ý rằng Israel có thể chọn thời điểm khác để tấn công nếu nước này cho rằng thời điểm hiện tại không phù hợp cho việc gây ra sự suy yếu lâu dài đối với những mối đe dọa đến từ Iran. Nhưng có vẻ như, bất chấp tình hình phức tạp và sự không chắc chắn, tại Israel vẫn có những lời kêu gọi tận dụng thời điểm hiện tại để xóa bỏ vĩnh viễn sự phát triển của chương trình hạt nhân Iran. Theo truyền thống, Mỹ tiếp tục lên tiếng ủng hộ các biện pháp ngoại giao và trừng phạt để kiềm chế Iran. Nhưng tại Israel, những lời lẽ của cả giới chính trị và quân sự ngày càng trở nên cứng rắn hơn. Thủ tướng Benjamin Netanyahu và các cộng sự được cho là đang ngày càng thảo luận nhiều hơn về những kịch bản quân sự có thể xảy ra, khi nhấn mạnh rằng các biện pháp ngoại giao có thể là chưa đủ. Đặc biệt, cần chú ý đến sự thay đổi trong cách tiếp cận của Israel đối với vấn đề Iran trong những năm gần đây, khi quan điểm cần phải sử dụng biện pháp quân sự gia tăng nhanh chóng. Trong một thời gian dài, nước này tập trung vào các mối đe dọa do nhóm vũ trang dòng CIA, Hezbollah, Taliban do Iran hậu thuẫn gây ra. Nhưng điều đó đã thay đổi kể từ năm 2021 khi ông Naftali Bennett lên nắm quyền thủ tướng. Thủ tướng Bennett đã khởi xướng một loạt cuộc tập trận nhằm mục đích thực hành phi vụ tấn công tầm xa, cho phép Israel chuẩn bị cho hoạt động lớn hơn chống lại chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, như tờ New York Times lưu ý, quyết định về thời điểm và cách thức tấn công hiện thuộc về Tel Aviv, tức là quả bóng đang nằm trong chân họ. Bất chấp áp lực từ Mỹ về giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột, Israel có thể cảm thấy rằng tình hình hiện tại là thời điểm thích hợp nhất để hành động quân sự và cuộc tấn công sẽ sớm xảy ra. Chuyển qua một vài tin tức đáng chú ý khác. Iran khẳng định tướng tình báo Martin Aliban vẫn khỏe mạnh. Kính thưa quý vị, chỉ huy lực lượng nước ngoài của quân đoàn vệ binh cách mạng Iran vẫn khỏe mạnh và sẽ sớm được đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei trao huân chương. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời cố vấn cấp cao của Iran cho biết. Trước đó, hai quan chức cấp cao an ninh của Israel nói với Reuters rằng ông Ismail Kani, chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds, bật tin từ khi đến Liban vào dịp xảy ra vụ không kích của Israel khiến nhà lãnh đạo Hezbollah Sheikh Hassan Nasrallah thiệt mạng. Ông Ibrahim Shabari, cố vấn của ông Kani, nói với hãng Tasnim rằng chỉ huy Kani hoàn toàn khỏe mạnh và sẽ nhận được huân chương Fath từ đại giáo chủ trong những ngày tới. Ngày 7 tháng 10, phó chỉ huy lực lượng Quds Akhrez Masudi phủ nhận thông tin rằng ông Kani bị thương khi Israel tăng cường không kích vào vùng ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Ngày 6 tháng 10, chỉ huy lực lượng không quân Iran Amir Ali Hashirzadeh được đại giáo chủ Khamenei trao huân chương Fath vì công lao trong vụ phóng hàng trăm tên lửa đạn đạo vào Israel đầu tháng này. Từ năm 1989, Iran trao tặng huân chương Fath cho các anh hùng chiến tranh, chỉ huy quân sự và chính trị gia, đặc biệt là những người tham gia cuộc chiến tranh Iran-Iraq kéo dài 8 năm trong những năm 1980. Pháp trục xuất con trai của Osama Bin Laden vì lý do an ninh quốc gia. Bộ trưởng Nội vụ Pháp vừa tuyên bố Osama Bin Laden, con trai của trùm khủng bố Osama Bin Laden, đã bị trục xuất khỏi một ngôi làng ở Normandy, nơi mà anh ta đang sống, sau khi bị cáo buộc
tôn vinh chủ nghĩa khủng bố trên mạng xã hội. Trong một bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội X vào sáng sớm ngày 8 tháng 10, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Bruno Retailleau đã cáo buộc Omar Bin Laden đăng bình luận trên các tài khoản mạng xã hội vào năm 2023, trong đó có lời biện hộ cho chủ nghĩa khủng bố. Gọi việc trục xuất Omar Bin Laden là quyết định vì an ninh quốc gia. Bộ trưởng Retailleau không nêu chi tiết thời điểm trục xuất cũng như không tiết lộ anh ta bị đưa đến đâu. Ông Retailleau cho biết lệnh này cũng bảo đảm rằng Omar Bin Laden không thể quay trở lại Pháp vì bất kỳ lý do gì. Omar Bin Laden đã sống ở Normandy với vợ, một người phụ nữ xác định là công dân Anh kể từ năm 2016. Theo báo chí địa phương, cặp đôi này thường xuyên đi lại giữa Anh và Pháp. Trong thời gian phong tỏa vì đại dịch COVID-19, Omar Bin Laden chuyển sang vẽ tranh bán tác phẩm nghệ thuật của mình với giá từ 800 đến 2.000 euro. Tờ báo Pháp Le Parisien đưa tin rằng Omar Bin Laden hiện đang sống ở Qatar. Ấn phẩm này cho biết thêm rằng ông ta đã đệ đơn kháng cáo chống lại lệnh trục xuất của mình nhưng đã bị tòa án Pháp bác bỏ vào tuần trước. Theo tờ báo địa phương Le Publicateur Libre, hôm 2 tháng 5 năm 2023, Omar Bin Laden đã đăng một dòng tweet gây tranh cãi vào kỷ niệm 12 năm ngày mất của cha mình. Bài đăng từ tài khoản Omar Bin Laden 1 hiện đã bị xóa, có nội dung: lịch sử chỉ được viết bằng máu của những người này để kể câu chuyện về những vị tử đạo đã làm nên lịch sử, xây dựng quốc gia và mang lại vinh quang. Máu của họ là huyết mạch của đức tin của chúng ta cho đến ngày phán xét. Hãy yên nghỉ nhé. Khi được báo chí hỏi về vấn đề này, Omar Bin Laden trả lời rằng ai đó đã lấy được mật khẩu tài khoản Twitter của ông ta và đăng lên. Đó không phải là lời của tôi. Tôi đã báo cáo tweet đó lên Twitter và sau khoảng một tuần, may mắn là tài khoản đó đã bị chặn. Omar Bin Laden nói, ông ta cũng nói thêm rằng và không còn quyền truy cập vào tài khoản Twitter nên không thể tự xóa bài đăng. Bản thân ông ta cũng luôn lên án chủ nghĩa khủng bố. Omar là con trai của Osama Bin Laden, người sáng lập nhóm khủng bố Al-Qaeda, sinh ra ở Ả Rập Xê Út và là kẻ chủ mưu đằng sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9, khiến gần 3.000 người thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố lớn nhất trên đất Mỹ vào năm 2001. Thông tin cho thấy trùm khủng bố này có 24 người con, mặc dù không ai biết con số chính xác. Omar Bin Laden cũng là cháu trai của Mohammed bin Aqua Bin Laden, người sáng lập của một trong những gia đình không phải hoàng tộc giàu có nhất ở Ả Rập Xê Út. Khi Osama Bin Laden bị trục xuất khỏi Ả Rập Xê Út vào năm 1991, Omar đã chuyển đến Sudan và Afghanistan cùng cha mình. Mặc dù Omar Bin Laden bắt đầu được huấn luyện tại các trại Al-Qaeda khi mới 14 tuổi, ông ta đã rời khỏi tổ chức khủng bố này vào năm 2000. Nhân vật này khẳng định ông ta không đồng ý với hành động của cha mình. Tôi tin rằng những gì ông ấy làm là sai. Quyết định trục xuất Omar Bin Laden được đưa ra khi Bộ trưởng Nội vụ Pháp chuẩn bị họp với các quan chức cấp cao về vấn đề nhập cư. Nội dung cuộc họp sẽ tập trung cụ thể vào cách giải quyết hiệu quả hơn biện pháp pháp lý được gọi là nghĩa vụ rời khỏi lãnh thổ Pháp, chủ yếu được sử dụng để trục xuất công dân nước ngoài. Vụ giết hại một sinh viên 19 tuổi người Philippines tại một khu phố giàu có của Paris vào cuối tháng 9 đã làm dấy lên cuộc tranh luận xung quanh việc sử dụng biện pháp trục xuất tại Pháp. Thủ phạm là một thanh niên Maroc 22 tuổi đã nằm trong danh sách bị trục xuất sau khi bị kết tội hiếp dâm vào năm 2021, nhưng quy trình chưa thực hiện thì hắn đã kịp gây ra trọng tội khác. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ htdnews rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.